36 đồng tiền niềm. Lê mại chúa thiên đa thịnh mời bạn, lê mại chúa thiên ni. Vốn ni xưa giá ngược nghề bà chân miền tuyên ni qua. Đức chúa ngàn ni con vua đi thích giáng sinh vào quý tộc lấy ra năm thần tháng hai mồng mười ba. Nghe tháng hai mồng ba nghe định nghề sinh ra tiên chúa hai hoa dần thì vẻ nhan sắc nga phương phi yêu điều nét dịu dàng nghề dương nào tốt tươi dung nghề vốn sẵn tư má vẫn ni miệng cười nở hoa mái tóc vương ra ngà điểm viết đôi mày ngài vẻ nguyệt tô son càng nhìn càng thắm càng rõ. Mặt tròn cuốn trăng tay tham bút hàm răng ngọc thạch tai hoán vàng nghề hồ phách kim cương quần chân ao chít khắc ngâm quần nỉ chân đi ao chít khác thương nghi chân đi hai sao tựa nhường khai hoa đầu nón chiêng nghi lắng hoa hồ quỳ lưng đai xanh nghi bộ đầy dao quai trên đầu được dắt châm ca. Châm ta xí xa xí số nghi nói nhời sơn trang 36 tiên nàng bồ chung 72 sơn lùng các nàng tiếng kinh tiếng man tiếng ngỡ bước mờ thank you.
tiếng man tiếng mường, tiếng châu ngoan hòa khát người trần gian. Thôi bán nguyện hò phán đùng đình đàn mũ âm nghi, tang tính đình tang buồn dương bè lái hò hoa. Móc rằng tua khí trung linh thấp cao và tượng thiên ơi. Mơ,
ngàn con suối long lanh uốn quanh sườn đồi, ngàn hoa thắm tươi, chim bay líu lo chào mừng hát khúc ca mùa xuân. Sương mơ ngàn con suối long lanh uốn quanh sườn đồi, ngàn hoa thắm tươi, chỉ phai liễu lo chào mừng hát khúc ca mùa xuân. Vui về họp mặt nên nói chân nào chít con xanh nê khoe màu căn vấn đầu quần, chân nào dắt nê tem thuốc buồn là thoăn thoắt nê mới chuyên cầu dầu đỏ thắm làm chuyên hoa ngâu cài tóc nghe càng thêm khác vời. Sớm rong chơi đền kim miếu nọ, tôi lại vì em có liều dánh nghe. Sơn lâm vắng vẻ quanh thành, vắng nghe tiếng nhạc đầu gầy nề cuối hang. Nơi non xanh suối ngàn tung tính nga, có cơm làm thì thịt với nem khô. Vũ tay theo nhịp xanh ngô, tiếng nói trò trẻ liêu lô liêu lừa. Chốn tùng lâm quê ở thiên thai, có phen ngư cánh đường nai, khi ra núi tuyết khi vào ám mê. Thôi ai hay hiện hình biên tương, tương với nàng ngày tháng mà rong chơi. Cây cao bóng mát nghỉ ngơi, gặp người thanh lịch mà ấy thôi là nhân duyên. Mất lụa dày bổng lộc cho lắm về đây cho càng nhiều, ban cho dài nhật sang nhiều, bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Trần gian con khuya sớm phụng thờ 30 đêm mùng 1 14 hôm rằm mình 30 mùng 1 ngày 10 rằm 14 đón bông hoa chào bà về bách điều sớm chiều nay cả ba tay khơi bê bát rừng vàng đem cho các vị giàu sang đời đời đem cho trăm họ hạnh phúc giàu sang. Suối reo nước bạc nghề cá vàng trầu lên, mì đứng đôi bên lân sơn mì phượng mùa sắp hai hàng chúa chị gọi chúa em canh khuya tiếng suối hiu đàm à nghe. Thank you.
khi cho cung cấm quang hàn ni Hà Giang bắt bục nghi tòa vàng thành có phen chơi thay sơn bích đồng lệnh truyền đòi các chúng sơn tinh ngắm trăng sơn thủy hữu tình khen nài khéo đúc hoa hình thiên Đức Thanh Mẫu Chúa Tiên Hiền Hiền Đền Ý La Cung Điện Quý Nga Chức Đồng Đăng Nghi Ao Các Quý Nhà Đồng Cuông Tuần Quán Nghi Bảo Hà Miêu Thiên diệu tín na thuyền sư nói đời làm nghiệp chúa rừng thanh nghi 36 đồng quyền hành trong tay ngôi đề nghị quyền thay chủ trưởng cai các bường sơn nê lung các nàng tập tu không tỏ phép nê ngà mì tu nghi thông tỏ phép ngàn nghi chân ni như chân mắt ô nghi à phong làm thiền sư à hòa bình cảnh địa sự tích cô mê chốn sơn lâm khi tổ xưa này nghĩ à ý à lục văn nghi chắc đang ngất non mây mai đã thăm thầm có cây ngút đi ngàn sông đa răng nghi man man nước chảy núi đầu rồng dây dây lòng châu nghi à ý
Đông Nga Sơn nghi hạc vũ anh châu, thiên thai tạo hóa nghi ý à, cơ bầu đúc nên ta cảnh vật khoe một nền chúng tu người cố vương cư trú ngàn xương à. Xuống chân nắng nghi luyện phép sơn trung nghi an dân độ thế nghi chấn vùng tà giang, thê quách tộc nghi dòng nàng tích phúc mượn cứu làm cốt nhục hiện thân ni hà y. Năm thân nàng nghi tháng máu sơ tuần nề, mưa mạnh lất phất nàng nghi à, hoa xuân hé cười. Bẩm thiên sinh giang người nhi nữ vẻ hào hùng, quân tử hiên ngang yêu nhạc nhạc hát ca nê vàng rồi tắt nhật lương thời loạn ra về đây à. Sơn trang tinh tình hay măng trúc măng giang, măng bài măng nứa cơm lam già vàng, cùng có em sung ngài đi tầm mùa nào thức ấy ai đẹp cũng già, dầu khi tàu lỡ che sang ý nga. Quan xa đàng không ngày bước mây, hôm nay loan giá về đây à. Dịu dàng khoan thai thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài, lưng đai giọt ngắn giọt dài, tinh linh tinh tàng nghi à. Ngắn giọt dài tay cầm đôi đuốc múa bài xong đăng độ, cúp vào là đất xòe ra là rơi, cúp vào là đất xòe ra ô là rơi, cứ đêm đêm
nghiền ra mười tí nhà. Vui về họp mặt niên oanh quần chân áo chít khăn xanh khoe màu khăn vân đầu quần chân nào dắt đem thuốc mùa là thoăn thoắt đi mới chiết nổ cau dầu đỏ thắm làm duyên hòa ngầu cài tóc càng thêm ngạc vời sớm rong chơi đền kia miếu đỏ tối lại về cò lều danh nghe đi hà. Đầu gành cuối hàng nơi non xanh suối ngàn tung tích có cơm làm thịt thính tin em cô ý à. Nay sông Ngô mai về bề sở chốt Tùng Lâm quê ở Thiên Thai có phen ngự cảnh bường nai khi ra núi tuyết khi vào để am mê hỡi ai hay hiện hình biến tướng ma đương với nàng ngày tháng rong chơi cây cao bóng mát nghỉ ngơi gặp người thanh lịch ấy thời là nhân duyên gặp người thanh lịch nga ấy thời về chùa Hương. Trong hoa đem về giống báu màu hoa nào mà chả thêm tươi thủy tiên sắc nước hương trời phù dung yêu điệu hoa mẫu đơn nghe màu hoa thiên lý tuổi vừa đôi tam nụ tầm xuân đón ánh nắng ban mai thơm thơm thoang thoảng đóa hoa nhảy tính rinh tinh tang đi à. Tới đâu cò đón chào bà vì bách điếu sớm chiều ca vang tay a phơi bề mang rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đi đời đời đem cho trăm họ hạnh phúc giàu sang. Thánh tổ thiền ngài bắt quyết sai chim rừng chú viết là cây hà. Dòng nước ngược nghề trôi đầy đà giang nguyện rằng ngài là hàng cơ chi dài chú này đích ngã thị là đồ nhi nghĩ à ý. Thank you.
thầy mang pháp xuống ngô tức thì truyền cho. Đức Chúa Bà căn do thiên cốt vừa xuống dòng tay hốt được ngay quang nghi tường tận chú này thầy sai về núi theo thầy mà nhập môn. Tam niên quán ni càn khôn tứ hải phép tiên gia khiếp mi hai sơn linh ý Cương ta nghi bách quỷ hung tinh nghi nghe danh tiền chúa ý nét mình cho mau. Chú Mường Khẩu lầu lầu vanh vách phủ tam thanh hách hách dương dương nghi ý pháp môn trai ngái nem mương nghi bùa mê êm nu nghi ai đương đại tài khi giang đàn khất hai thần phiên phép diệu huyệt tài biến ghê thay tiên tri xuất toán hai tầy ý nga thành ra hồi cung nhang nhất triệt nì lòng thành dân tiến na cũng thỉnh mời tiên chúa đệ tam lưu thủa hồng bàng phương danh lưu thủa hồng bàng thiền lâm diệu nghĩa sơn trang nghi tổ mường nghề phong sơn độc nghề đường đường hách trạc cánh long đầu tòa lạc danh linh hồng bàng từ thủa khai sinh hồng bàng nghề từ thủa khai sinh nghề rừng thiên núi thầm nghề những nga tinh cùng ta thành ra hồi cung tấu dương án tiền nhang thơm nghề tấu trước nghề án tiền nghề chúa tiên nê cung thỉnh mời tam vị chúa tiên na mời bà đệ nhất na tây thiên nê về đinh lý trần lê cổ triều đinh nga lý trần lê sắc ma phong thượng đẳng hiến đề tối linh tây thiên tam đạo địa nhiệm màu nhang thơm thành kính quỳ tâu
dâng một bàn văn châu chúa tiên chúa bà để nhất tây thiên. Thiên hùng vương thánh tổ tông quyền vào ra đại đình tam đảo quê nhà. Cô vuốt tóc
xoa đầu sờ má sợi dây thừng canh nghi lá bè đuôi dâm gian không ngớt nói cười tiếng thời giáp mặt ô mà người ở nơi nào. Nhang lê mâu ba tòa tiêu thiêu nhang nhạc hát ca ia bang rời cát nhân đương thời loan giá về đây bà sai đô chịu lục cung lần nàng ai bốn dòng sơn trang tình tình hay măng trúc măng giang măng mai măng nữa cơm lam xa ba nghìn cũng có phép sung ai đi tầm mùa nào thúc ngấy ai đem dân cung giang mùa nào thúc ngấy ai đem dân cung giang cho quốc phú dân cường soi trong Nam Việt bốn năm phương Thái Hòa soi từ thành thị tới kinh đô tính tinh tinh tàng đi à tòa sáng sáng soi trong đền hương mới đẹp làm sao đúc đúc tiền tòa sáng soi trong đền ông là đẹp làm sao vừng hồng soi sáng chim én bay rợp trời hoa trong nắng mới dốc cao sương mờ ngàn con suối long lanh uốn quanh sườn đồi ngàn hoa thắm tươi chim hoang liễu lô chào mừng cất tiếng ca vang chạy ào ào soi cho người thái người sao mới lên đồi đêm canh khuya đùng đình đốt đuốc đi rừng mình đưa lối hoa thơm lừng bay tới đồng tiên rừng xanh xanh ngát một miền núi cao cao ngất lối liền chân mơ đâu đây dịu dặt tiếng đàn ai ai lúc nhạt lúc khoan giọng ai ai hát dịu dàng tìm ra mới biết tiên nàng hát
vừa mới ban ra muốn phương hội họp để đá anh thằng này bàn cho tiền tốt lụa dày đi à. Quỳnh Châu trực đối bên chung cung bách bộ nàng tiên nương mây cây gió giáng đền để thú dung nghe mẫu đơn xanh với đóa phù dung mật mong chờ hoa vui đèo bông làm chi đi mấy đường nào hoa lê hoa mật bông hoa đào hoa cam hoa quýt cùng nào tranh nghiêng xanh hoa thạch lưu thề tiên nào hoa chiêng chiêng lệnh truyền kết linh à. Đông phương hoa súng cờ xanh, hoa sam cờ đỏ đóng thành nề phương nam. Hoa nhài thời trấn tây phương, cờ trắng san sát, dữ dàng cho yên. Tới đâu có đón bông hoa chào, bách điều sớm chiều này cá vàng tay khơi bề bạc rừng vàng đem cho các ghế giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Lô sông đường treo ngự ngôi son
mà phân mỹ miều. Hàn bói ra người buôn ni bán
thông hành bói già ai có của đi dành bói già ai có công danh huy hoàng sầu bói ra ai được phúc lâu giàu bền đàn bói dài có phúc phần dày trời đông cho chí trời tây ai mà muốn bói chú bà đột nề tay mắt na đông là vườn hồng soi sáng chim
trong nắng mới, dốc cao sự mơ. Ngàn con suối long lanh uốn quanh sườn đồi, ngàn hoa thắm tươi, chim hoang líu lo chào mừng. Đi mua ca xin sơn trang tới linh nghe hài hoa xào chơi khắp nơi, xin phoanh liễu lô chào mừng hát khúc ca mùa xuân. Lộc tài chưa mới ban ra, muôn phương hội họp để đà ngay tháng này, bàn cho tiền tốt lúa dày. Của để dành bói ra ai có công danh huy hoàng. Sau bói ra ai phèo héo sầu, bói ra ai được nghỉ phúc lâu giàu bền. Có phúc phần dày rời đông cho chí trời đây, ai mà muốn bói chúa bà đồn tay chúa bắt đồng. Người hương sơn na hay người ở ngoài phố không biết rằng căn nê số vì đâu mà làm cho chóng mặt rứt đầu, càng bùa càng thuốc càng đau như dân. Thành bệnh nhân thâm chứng khốn khổ, uống thuốc chân lại đổ mồ hôi,
bói ra đồng què phong nôi bà nguyệt hồ mà hành bệnh thì đố ai coi cho bằng. Thanh gia hồi cung lâm thao nghi cao mai quê nhà anh linh chắc giáng nghi chú bà đi tam chỉ chua giáng chân để diệt lũ tà tính nghề. Lòng không xa chú đi khắp bốn nơi phương trời chung linh thần nữ nghi đền thờ chí công sửa sang
câu dầu thình bà giang thế nghi trừ tà cứu dân. Phép thần tiên chú bà hiền hiền có phen chơi non nước đôi nơi ý à, ý à. Cát Nhật Nương thời Loan ra về đây ý à. Bà sai đô triệu lục cung nàng ngân nàng ai vốn dòng sơn trang tính tình hay băng trúc băng giang cơm làm trà vàng à. Dòng nhang khai cuốn thập cờ diều quang miệng chiếu từ trung nghi ngà thức tăng cung vàng kim phụng hoàn lân phần thanh chúa thiên chương vương à, 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 à. Hey! Sông đăng ai bà rào chơi khắp hết mọi nơi khi chơi hương tích về nón côi rào khắp hết trăm khe ngàn suối cắt trăm ngàn hoa bưởi hoa chanh tính à. Hải trăm hoa đem về giấc mơ câu hóa nào mà trà thím tươi thủy tiên sắc nước hương trời phù dung nghiêu điều hoa mẫu đơn khoe màu hoa thiên lý tuổi vừa đôi tam đủ tầm xuân đón ánh nắng ban mai thơm thơm thoang thoảng đóa hoa dài ý à. Lộc tài bà mới ban ra muôn phương ngồi họp đề đa tháng ngày ban cho tiền tốt lụa dày ý ngà lộc cho lắm vì đây cho càng nhiều ban cho dài nhật sang nghiêu bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa trần gian còn khuya sớm cùng ý à. Thank you.
trầu trực nghi ngai rồng vào ra. Chùa ngắm xem khắp hết gần xa, về chùa hương tích Phật Bà Quan Âm, chứ một lòng mồ đào nhất tâm nghi. Man đỏ trên nương nghinh làm chiều
khói tòa màn sương. Số chọn buồn giờ ngày thiêng nga số chọn một giờ rời sai tiên nữ nghi cầm cờ giáng sinh sao xa sáng tỏ bên thềm chợt nghe giáng hạ tiên nàng thánh linh. Tử vi nga xem tướng như thần niên, xem trong gia sự nghìn mười phấn vẹn mưa. Đoán thần tướng thương dân chính đạo giải hạn tai, chỉ bảo căn do bà giận loài tàn bạo bất lương. Khuyên quay đầu lại tìm đường tu thân mang tài cứu nước cứu dân. Cứu nước cứu dân nghe chúa bà sáng tỏ phàm trần còn duyên, du thuyền yết thế cứu dân lập đền hương khói xa gần nhớ ni à. Đền hương khói xa gần làm tôi tiên nhớ cảnh thủy sơn mắt địa dáng chân phàm trên cao lũng cà phê núi non
sang nước hương khê. Hạc bầy hoa dâng mùi sọt mà phấn ra. Phong nghi ngọc kim cang ẩn phù đạo pháp cương ngân. Lộc cho lắm về đây cho càng nhiều
ban cho dài nhất sang nhiều ý hà. Cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, trần gian con khuya sớm cùng thờ, 30 mùng 1 14 nay 10 rằm ý ca. Sông Nga đa nước chảy riêng
ngọc nghì thấp cao mấy tầng. Cảnh thanh xuân thiều quan sáng tỏ, chúa thác bờ là tiên nữ giáng sinh. Họ mường áo trắng đai xanh, lưng đeo xà tích từ bên mình túi dao, đôi mắt phượng hoa cài chấm dắt vầng trán xinh nghi, vẻ mặt càng tươi môi sọt nở đóa hoa thuyền để đồng tiền. Khắp mọi miền kêu cầu lễ bái, ai lỗi lầm chúa đoái lòng thương, mặc dù ai căn số còn dở dương nghĩ. Thành thắp một nề tuần hương đào cầu, nếu đã nguyện sở cầu tất ưng, chút đồ cho người thoát khỏi trầm luân, phép tiền tẩy hết bụi trần. Nhật lương thời loan giá về đây sông nhang khai cuông thập cờ diều quang miếng chiếu từ trung nghi ngà tích tăng cung vàng kim phục hoàn tân vận thanh chúa thiên chứng vương thác về đồng chèo chơi, mênh mông thuyền ngược bè xuôi. Thuyền rồng chúa thác chèo chơi khắp sông Đà, chiếc thuyền rồng chèo chơi đi bến ngọc dọc sông Đà rào khắp suối khe ý ngà.
xuôi xuôi ngược chiếc thuyền kề đồng tiên. Khắp mọi miền kêu cầu lên vai, ai lỗi lầm xua đoái lòng thương. Dẫu ai căn số giờ dương chuông ngự lá cờ thần thiếu chữ vàng tươi. Đêm đêm một dài khoan bơi chờ quân nghĩa khí qua nơi nơi hiểm nghèo. Đại Việt quốc trong ai mờ chúa thác bờ là tiên nữ anh hùng ý nga. Mán gõ bào nhau ơi. Xuân sang tâm khách hoa đào ai đi lê mẫu sơn trang chợ đầu. Nơi nơi mai đà suy rút chơi kim bôi hòa bình. Núi ngũ nhạc rừng xanh mở tối, qua lương sơn thẳng tới dốc phun đa. Nón cao quân khúc dòng trường ý nghe ngà. Giang nàng tiên nữ đang bay về bàn đến đây. Vui về họp mặt niên nói quân chân nào chít khăn xanh đi khoe màu khăn vần đầu quần chân nào dắt tem thuốc bùa là thoăn thoắt nề mới truyền cau dầu đỏ thắm mà nằm nguyên hoa ngô cài tóc càng thêm khác vờ. Tài chúa mới ban ra bốn phương hội họp để đà lấy tháng ngày. Ban cho tiền tốt lụa dày bổng lộc cho lắm về đây cho càng nhiều. Ban cho dài nhật sang nhiều bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Trần gian con khuya sớm phụng thờ 30 nay mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 từ mùng 1 đến 30. Sớm rong chơi đền kim miếu nọ tôi lại về ăn cỏ lều rách nghe. Sơn lâm vắng vẻ quanh thành vắng nghe tiếng nhạc đầu gành đi cuối hang. Nơi non xanh suy ngàn tung tinh nga có lưng làm thì thỉnh với nem khô vỗ tay theo nhịp xây mô tiếng nói cho trẻ liễu lô liễu lừa.
chốn Tùng Lâm quê ở Thiên Thai. Có phép nữ canh bường lai, khi ra núi tuyết khi vào nẻm mây. Hỡi ai hay hiện hình miền tương, thương với nàng ngày tháng mà rong chơi. Cây cao bóng mát nhìn người, gặp người thanh lịch nga ấy thời về hương sơn. Mùi thuốc nào ngát hương vĩnh bào, cao yêm phòng ngai khéo bẻ cánh tiên. Có phen hiến cạn rượu nồng nề, ốc dằm ba cái, cua cành mười ba con. Ngọn đèn lễ này tiến nạp các quan sơn trang độc mường. Dâng ếch cua tôm cá tươi, mẫu sai rõ ràng cây mộc nhĩ, lại dành dành cây nấm hương. Sơn thẳng tới dốc cun trên non cao, uốn khúc dặm trường à ý. Bên lầu à nghĩ tiếng chim khả
đảm hát về châu cà vàng. Bên sườn núi măng giang măng nưa, cùng măng tre nấm mọc hướng bay khê chua, sung chát gừng cay. Tiều hớn hở băng rừng đốn củi dưới sông Đà, vịt lội nhấp nhô nghĩ hà. Thank you.